Cá này nếu mà người địa phương ở đây người ta kêu cá gì? Được mấy con rồi thịt kho xong xuôi. Cơm ăn thôi. Cơm cũng chín ngon rồi. Mấy anh em bị lạc đường. Không đi lại đường cũ. Đó gà mai nè. Đó chui đại qua đi anh, ráng qua. Ráng qua chơi dắt á. Đường được ngon nè. Ăn trưa đây, chị lên trẻ rồi lục đục đi thả lưới rồi. Giờ dự định anh em đi vào trong cái con khe rách trong này, dựng lều trong này. Đây coi sao nó cách cái con suối lớn ở ngoài khoảng 50 mét. Đây có con khe rách. Nước này thì rất là mát nhưng mà ít lắm, chảy róc rách thôi. Đó, trong khe trong này. Khe này tối là ít nhiều ạ. Ở đây thì có cái láng của anh em đi rừng. Giờ mình vô mình ở nhờ thôi, người ta không có ở đây nữa. Vô mình ở nhà. Hả? À, lá chua đây quá trời này, đúng rồi. Ôi. Đây thì nguyên một vạt lá chua nè anh em. Lá này nấu canh cá là đúng bà nè. Anh em chắc nó ở đây nó trồng bầu trồng rồi gì. Có sẵn cơ sở hạ tầng. Có ớt nữa kìa. Ớt sim kìa, ớt sim chín đỏ rồi này nè. Đây này, cái sim nè. Ủa, ớt này cay ác lắm. Xung quanh đây có chuối nè, không biết có buồn không. Thấy có trái đó, có một buồn bên kia kìa, mà không biết có búp không. Chiều đi kiếm búp. Tài làm xấu lắm nè. Ừ. Tài... Thành tích là một em đây nè, cắn hồi nãy ngứa ghê luôn đây nè. Vết này mà đi suối trôi máu rồi. Không biết trong này còn em nào không. Máu không, không. Bị không. Đau đi con Vĩnh. Vĩnh tốt á. Thoát cái đó, ông hải hai quả đù đây nè, trời ơi nó mập nè, ba quả luôn. Mình vậy là mới phát hiện hai quả, ông Vĩnh một quả, hai quả gì đó, ông mong nào thoát được cuộc chơi này đó. Đi rừng mùa này mà mới là đầu mùa mưa nha anh em, ít bữa nào mà vô tới mùa mưa thì thôi đừng trách. Lấy ấy đi, lấy cái lá khô anh đắp lên cho ông ra máu miếng á. Sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ băng rừng lội suối, bây giờ lên đến trại. Giờ Lâm đi chặt ống lộ nấu nước chuẩn bị bữa cơm trưa. Nước uống cái này khát nước quá. Nấu nước sôi là mình cao uống cái đó. Uống cao nó độ tận rồi cực kỳ cao. Chưa người ta cho màu xong người ta uống trà hơi là phục hồi lại rồi. Thay rượu rồi. Trà nó hay rồi. Rượu uống mình. Đó, anh em thấy sáng tạo không? Cho một cái ống trà đục thông hết mấy cái mắt, lấy nước từ cút ở trên kia kìa. Ở đây cái con khe nhỏ, nước sạch lắm, mát lắm, đã lắm, nước lặng ngắt luôn. Trong vắt à. Hả? Rồi lấy nước đây nấu nướng ăn uống. Lều ở trên đây dựng sát cái con khe nhỏ đi ra tới con suối lớn là khoảng 50 mét. Tội nghiệp Lâm, anh em đang ngồi nghỉ đuối đơ nãy giờ đi lấy nước lấy củi đủ thứ hết. Đúng là dân bản địa rồi. Bây giờ đi anh em đi thả tay lưới kiếm cá rồi nấu cơm ăn. Đi thả lưới thôi. Giờ anh em sẽ thả lưới vòng ở chỗ này nè. Đó. Chỗ này cá nhiều lắm. Không biết dính hay không thôi. Đưa đầu đây chứ. Đầu đây cái em phang ra chứ. Hay là tự cột. Chỗ đó sâu quá rồi.
đánh đánh cũng không cần phải ra sâu đâu, mình đánh dọc dọc dọc. Hả? Ờ thì tối cá vô bờ. Nhưng mà lưới mình canh nó cũng vừa thôi chứ sâu quá nó cũng lẳng quẳng ở trên. Giờ mình nắm một đầu, lâm phân ra, bơi qua bên kia. Cảnh đánh lưới cá giữa rừng sâu đây. Ồ, đã bốn bề rừng núi. À, do đó được rồi. Rồi, dân từ đầu này dân xéo 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 qua tới bên kia, qua tới bờ bên kia. Rồi đi tắm, tắm cái cho mát rồi cho tôm nước. U cá kìa, cá cả bài kìa, nhiều ghê chưa. U cá nè, đẹp chưa, cá gì cái đuôi đỏ đỏ nguyên một bài nè, cá nhỏ. Tắm chỗ này nè, chỗ này nước chả cho nó sạch, nó có đá rồi đó. Mùa này thì nó hơi cạn, nhưng mà chỗ mấy tùng kia thì nước nó sâu nhưng mà nó đứng mình không thích, mình thích tắm chỗ nước chảy nó mới đã, nó mới sạch đó, chảy về nè, sướng không. Rồi làm phát đây anh nè. U cá quá trời nè, đó anh em thấy không, đây nè, đây nè, u ở đây cá quá trời, đã thiệt cái nhá, hai cá thì nhóc luôn. Anh em mới vừa thả lưới xong lại tắm giờ dính được rồi. Để lại coi thử cá lớn đó kìa, quá trời kìa, nước nó trong thấy nè, đây này, đây này, đó đó đó, bơi kìa, cá đã luôn. Dính con gì vậy Lâm, mấy con hả, ở đâu rồi, được rồi đó hả, được một em rồi đó. À đây nè, được một con này nè. Ô cá này đã chưa, cá này kho ngon lắm nè, cá vi đỏ đỏ nè. Đây, thành quả mới vừa dăng ra là được rồi nè, một em. Đã chưa? Cá này đẹp nha. Cá này nếu mà người địa phương ở đây người ta kêu cá gì? Cá đuôi đỏ chỉ gọi về thôi gì. Cá này kho ngon nè. Kho ngon ác lắm. Làm nồi vậy đó. Kho ăn cơm là đúng bài. Anh em mang theo ký rưỡi, ký rưỡi à, 2 ký rồi Lâm, ký rưỡi thịt heo à, trưa nay ăn trước cái nè, với lại mang theo đỡ ngán chứ còn cá thì bắt đầu tối nay là coi như cá làm vô tư. Anh em mới lên giờ trễ quá rồi, chưa có đánh cá đánh kiết gì được, giờ ăn thịt heo kho thôi. Đó, mới được con cá gác bếp đây, thả lưới được đây, thả lưới chơi thôi mà, buổi trưa mà, nó chưa có ăn đâu, chút nữa nướng. Chừng đó là tôi vẫn làm xị được rồi đó. À, rồi giờ anh em chia nhau làm, mình sẽ phụ trách kho thịt heo bự quá hay bự quá ăn nó không thấm, kho nó không thấm ăn nó cũng ngon. Lá chua là lá này nè, ở đây được lá chua chút nữa rồi nấu canh cá ngon. Rồi giờ mình làm gia vị để kho thịt. Anh em cá bằng ngón tay rồi nấu canh cá. Chiều ông nội ơi, chiều mới đi đánh. Rồi cơm chín rồi, ngon không? Đó, nấu bếp mà không bao giờ cháy nha. Không nhão, không cháy. Nồi thịt kho đang kho đây. Chút nữa mới gia vị thêm vô. Rồi, cá nướng chắc cũng chín rồi, nướng riu riu đây ngon lắm. Được mấy con. Rồi thịt kho xong xuôi. Cơm ăn thôi. Cơm cũng chín ngon rồi, Vĩnh không làm gì ta. Đụng khơi lên làm dính tài lan. Rồi, thôi dọn cơm ăn. Sáng nước mắm nước tỏi nhìn cũng hấp dẫn đó nha. Bây giờ đến 3-4 giờ rồi mới ăn, rồi là ăn trưa đây. Đi lên trễ rồi lục đục, đi thả lưới rồi nấu ăn rồi tốn thời gian quá. Trưa nay ăn đỡ thịt heo rồi nha anh em. Có đựng con cá này. Nướng lên. Hôm kia người miếng làm xị. Trưa nay nóng quá anh em không chịu uống rượu. Thôi để tối. Thôi, chúc anh em ngon miệng một món thôi mà ăn khí thế. Đói. Đói là ăn sướng rồi, chén nước mắm thôi chừng này là đủ.
Rồi, bao nhiêu xong bữa trưa. Rồi, nghỉ ngơi, chuẩn bị kế hoạch cho buổi chiều. Chiều nay đi thả lưới, bắt cá, đi kiếm rau, kiếm rác, lùm sụp. No nhưng mà chưa sai, trưa nay chưa uống. Ăn cơm xong rồi, giờ bắt đầu anh em đi hái lá diếp nè, đi đào sâm cao. Rồi bắt đầu là chuẩn bị cái hạch chiều, đánh lưới, đánh lết nè. Kiếm cái bịch cái gì đựng nhé. Mang theo, có cái bao ly lông cái gì không? Ủa trời muốn mưa không ơi? Rất hột rồi nè. Đây tranh thủ đi. Nước nó trong nhìn thấy cá luôn rồi. Cá quá trời. Cá bay, cá bay. Đi đường nào? Lên đây à? Ok, giờ anh em bắt đầu đi hái lá diếp với lại sâm cao. Ồ, vẫn giống binh lính cơ mà. Nhìn chuyên nghiệp. Lên. Lên luôn, đi thẳng lên luôn. Con hải còn dưới à. Gì vậy? Gì không hải? Sao không? Đây. Khu này sâm cao nhiều ạ. Nhưng mà dắt cũng hơi bị nhiều luôn. Đó. Nổi không? Mấy anh em đi sắm vô. Đó, sâm cao đây quá trời nè anh em. Nè sâm này nè. Ngâm rượu với nấu nước uống là cực kỳ ngon. Đứt đứt rẻ mã rồi hả? Đào đi. Được. Căng rồi nha. Nhỏ nắm sát sát xuống dưới á. Ông vẫn phụ. Đứt hết à? Khu này nhiều mà quá trời mà đứt hết. Sông cao. Đứt nè. Cao đây nhiều chứ. Cây đây đúng không? Cái gì vậy? Mũi. Ù mối quá trời. Được không ông nhỏ, được không? Nhỏ quá, cây này nhỏ. Kệ. Khu này lá diếp nhiều nè, hái lá diếp. Hái coi chừng hái lộn lá ngón ông nội. Hả? Đây phải không em? Đây nè, đây. Đấy, đấy mà hung quá. Không bị đấy, đừng đánh hít rồi. Đem bao lên đây. Ui, cây hạ ngã xuống rồi, tróc gốc. Đừng núi. Lá diếp. Diếp về nấu canh. Nấu canh cá suối tuyệt vời. Đưa bao nữa này. Đó là dếp đó. Quá trời nè. Lên được bụi sâm cao rồi. Rồi. Nè. Đó. Nè. Rồi, ok. Đó. Dếp non kìa. Mùa này mưa được mấy cây rồi, lá non. Rồi, lên cái dốc đứng. À. Ôi dạ. Quá trời lá diếp, chỗ này người ta phát ra nè. Lá non không? Ồ, trên này quá trời nè. Đó đó. Đường được ngon nè. À. Bự nhất trong đàn luôn. Rồi. Ông làm nhỏ mấy cây này coi nè. Nè. Nè, cây này nhỏ gần lên nè.
Đứt bị sợi. Nè, khởi căng. Một, ba, ba. Đứt. Đứt mà. Rồi. Đây cái này. Này nè. Cái này gần lên này nè. Một, hai, ba. Từ từ. Một, ba, ba. Đây. Em giữ mấy cái rễ đàm để sơ. Thôi, khởi khởi. Rồi, rồi. Rồi. Lên. Một. Cái đi không lên luôn, bọc tay luôn đặt luôn. Ba. À. Bây giờ cái đi to. Cái này đi ra nè. Rồi. Rồi rồi. Anh em được cái đục may rồi, ngon. Đây nè. Để chụp tấm rồi. Đục may này, nhức xương ngon lắm. Rồi, quá chuẩn, gọt ca luôn. Đục may này nấu canh cá cực ngon. Luộc luộc ống lộ cũng ngon luôn. Gà kinh lắm. Rồi, vô bị. Chiến lợi phẩm. Cây gì mà trái rớt xuống đây ta? Nè. Hột hột. Hả? Nhỏ quá hả? Đó, một bụi sâm cao. Cũng được mà. Cầm ông Vĩnh. Vĩnh Vĩnh. Ông bỏ dưới chút nữa quay lại lấy. Có không? Hai anh em mới nổi. Bỏ xuống. Bỏ đi. Hai anh em chơi mới nổi cái bụi này. À vô. Có thể sức lực hai ông. Đó. Cái này càng này. Đó, thấy không? Được rẻ ngon không? Rẻ chùm luôn mà. Còn nữa kia, còn nữa kia, chơi luôn cây kia. Đó. Ở đây dễ nhỏ. Rồi. Đó. Vĩnh ơi. Đi đâu hả? Cái vực thẳm ở dưới. Đây là díp nhiều nè. Nó mất, mất phía trước này. Đây phải không? Nó mất. Chút nữa mình chặt ống lộ nữa về nấu nè. Nấu, à mà bên mình có mà đúng không? Nó mất. Đã. Thôi đủ ăn rồi. Nấu xẹp xuống ra xuống à. Và được cho tối. Cây mặt nhân. Để ngãi nó chặt cái ấy cho. Cái gì vậy? Này. Xuống ống lượm mà. Ông còn để dưới đó nữa không? Vĩnh. Phát hiện một cái đột mai. Đột này ngon nè, bự nè. Sâm cao bự vậy hả? Rồi nó khiếp. Cao đâu, độc mây. Mây. Mây rừng. Kinh. Rồi khiếp lắm. Đi rừng độc mây là thượng hạng mà. Rồi, bỏ vỏ. Các bạn. Rượm bỏ vỏ anh. Rồi, đây. Cái khu này cái hột hột gì đó. Rớt đầy nè. Bắt à. Đi.
nhiều lắm, bảo đảm. Đi. U cái đục mai bự này em nè. Hả? Rồi. U hai đục luôn. Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Trúng mánh được. À. Ồ, trúng mánh được hai đục mai bự nè. Cái rừng hay vậy, dây leo không có. Gà kinh. Ghê thật, gà nó khít. Một quả. Đấy. Một em. Anh hai. Đó, đủ rồi. Anh sợ dắt anh được. Gì đâu rồi. Rồi. Tiếp tục. Xuống dốc, xuống dốc. Bên kia rồi. Đâu đi lại đường đó nữa đâu. Có không? Xuống coi trái gì à? Đừng lối chập trong. Kinh. Chỗ này rít ghê. Đây nè, sông cao dưới này nè. Ú. Xuống dốc. Nữa không? Ấy. Lên nè, lên nè. Lên, được một bụi. Rồi, bữa nay. À. Vẫn lượm cái bụi sâm cao nha. Bạn dưới chân á. Đống kia là coi như bò đấy á. Lượm chưa, lượm chưa? Có đi lượm đường đó mình lượm. Có đường đây không em? Anh sao? Thấy càng ngày thấy càng rít nè. Hết đường đi mã rồi. Sông cao đây quá trời nè. Đù. Nè, sông cao nè. Cây rồi. Kia xuống rồi. Đây. Ơi. Lần đầu tiên cho hả chui lùm quả chưa? Ảnh là để đời ra đây. Chết 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 chết. Cây một. Cái gì? Cái da hả? Có trái không? Hả? Còn trái không? Ở đâu? Ồ trái này đúng rồi, rụng rồi đây nè. Ồ. Đây cây dâu rừng. Đây này, dâu rừng rụng đầy nè anh em nè. Nè, lượm. Dâu. Đây nè, dâu rừng nè anh em. Đây nè, vẫn nè. Dâu rừng về khoai cho nó oai. Nè, dâu rừng nè anh em. Nó rụng ở đây nè.
Cây này trái nhiều ở trên đó. Đó, chùm chùm ở trên quá trời kìa. Đây nè, đó, 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 chùm chùm trên nè. Đó, trái quá trời nè, không? Chùm chùm nè. Hơi bị xa, trên cao quá. Ú, trái nhiều lắm. Vẫn rụng ở đây, đen góc hết mà. Đây nè, rụng nè. Rụng quá trời là rụng nè. Dâu này chua lắm. Này khỉ rồi, xuống ăn. Giờ mình xử thử tới dâu này coi chua luôn, cỡ nào nha. Thúi mẹ rồi. Mà nó chua, không có nội ơi. Thúi à. Mà cái vỏ nó là nó chua khiếp rồi. Cô quá. Hải lần đầu tiên được cảnh này đây. Lúc lầm. Anh chắc chưa bao giờ đi cảnh này đúng không? Đi dạy mới viết. Chui lầm chui bụi và mới viết. Này là đi lạc phải không? Đi rồi đi đường cũ. Xuống chỗ này căng á. Xuống mà nước sâu là căng á. Gì không hả? Dốc mà nó đứng quá mà xuống là trượt. Xìa xuống. Phải lấy tay níu lại chứ, níu lại ông bên ơi. Kinh không? Đu, chỗ này rít quá. Má nó dẫn mình đi đường này đuối rồi. Chiến thôi, không sao đâu. Cứ từ từ rồi nó cũng đến nhà. Em đã từng bị cảnh này rồi. Bị con rừng. Ban đêm mới đắng. Gai mây nè nha. Ủ mây cám. Má anh em bị lạc đường. Không đi lại đường cũ. Cái này, có chuối không? Bắp chuối không? Lượm luôn. Ra tới bãi rồi, đi đường này có khi cũng hơi ra được cái bãi chuối nè, có khi kiếm được búp á. Có nghĩa là anh em đi nhưng mà không quay lại đường cũ, cứ đi khám phá chỗ mới cho nên. Cho nên nó hơi rít, mất hết hơi khó đi. Câu nha. Câu câu của tôi nhổ đứt ruột ấy. Anh tiếc chùm câu. Đồng hơi bị to. Hải là giờ ấy, tôi đờ luôn rồi. Mình vô đất ruột ấy, đúng. Quá trời, gấp đôi cái này luôn này. Giờ phải phát chơi. Quang đường á nè. Vừa đi vừa phát, gai mây không. Chút nữa về là ông nào ông lấy dắt là tôi nó cắn mà đỏ người. Với tình hình kiểu này chui này, đất ẩm kiểu này. Tới cạnh hả là đuối đơ rồi. Đây Chiến đây. Rồi Chiến ra khỏi chỗ này nóng quá. Chui chúng chứ giờ sao giờ. Ủ gai kiếp rồi. Có chỗ chui không? Mở rừng hơi bị khó nha. Ủa chỗ này gai quá Lâm ơi. Hả? Ở đâu nhưng mà qua chỗ này không được, ra nhiều lắm. Chui đi, chui đi. Kéo qua chân trượt. Chui đi. Từ từ, từ từ. Được á. Thôi, đứng để không theo tôi. Chui. Ông vĩnh ngồi trên đó. Mà đúng là nó rít coi như chui gai mai không anh em nè, coi này gai mai nè. Trời ơi lung lăng chỗ này đây. Gai mai nè. Chui đại qua đi anh, ráng qua chứ dắt á. Dúng nữa về là cởi quần ra là dắt không á. Rồi đi thôi, tôi tắt máy, tôi đây không quay được đâu. Hạ xuống tới nơi rồi đó, cuối cùng anh cũng xuống được. Ủa có bắp chuối hả Lâm? Vậy hả? Ngon rồi. Được không Vĩnh? Tôi thì bình thường. Gớm không? Bản lĩnh không? Đây này, có vật này mới kinh nè. Để xuống nè. Rồi. Tôi tắt máy, tôi leo xuống. Kinh quá. Rít quá. Dấu lợn nè. Heo rừng nè. Đây nè, mới nè, dấu mới mà. Bắp chuối lớn không em? Lạc thì không lạc, nhưng mà mình đi mình phá mới nó mệt, không nó rít. Rồi, ra được tới bờ suối rồi đây. Rồi.
ra tới đây mà cũng ra ảnh vui đời rồi. Vui rồi đúng không, ra thấy sáng mặt trời rồi, nãy giờ tối tối. Ừ, giờ là người nắc bét á, vừa mũi vừa dắt mới cắn cho. Mùi kinh thiên luôn, kiếp. Sờ mấy mùi hơn, sờ mấy bắt. Sờ sốc rác à? Chứ ông bữa trước ông căng lắm mà, ông kêu ông không sợ. Ừ. Về tới chiến khu xưa. Rồi, rồi tới bờ suối rồi, khỏe rồi. Đuối chứ, khỏe mồ hôi ạ. Leo lên con đồi, băng qua đi phát quang, leo xuống lại đường khác. À, nhưng mà anh em cũng có thành tựu, được một cái bắp chuối rừng, một ít sâm cao để nấu nước tối nay uống, với lại một mớ lá diếp nấu canh cá chiều nay. Cậu này nè. Ủa lá này đẹp nha, lá bướm nè. Đẹp chưa? Màu đẹp chưa? Rồi, lỡ qua đi anh. Rồi. Giờ qua tắm cả cho nó đã cái ra nè. Rồi từ từ tính. Giờ mình mới thấy hả? Cái lá vàng vàng kia kìa anh em, là cây mặt ngăn á. Ở trong rừng mình gặp nó chút xíu. Đi rừng gặp á, mà sao? Cái thân nó cũng thân gỗ chứ bự ghê chưa? Nó có đột vàng vàng á. Bự khiếp rồi. Đó. Anh vẫn được mớ sâm cao đây về. Chặt ra nấu nước uống là được rồi. Vậy là thành công rồi. Đi xin xóa ngâm rồi. Quá trời đi. Ồ, mấy cục đá này nước nó chảy hay là cái rong nó bám á, cái nước nó rút xuống đẹp chưa? Giống như những cái hình hồi thời mà khai quật khảo cổ rồi. Giống thời kỳ tiền sử á. Vậy. À, đẹp không? Đó. Cái cục nào cũng có đó. Mấy cái rong rêu nó bám á, cái nước nó giật xuống cái nó khô. Đúng rồi. Ồ, cái nào cũng coi kìa, y như ai vẽ lên trên á, đẹp không? Rồi, đây nè, như cái này nè, đẹp ghê không? Đó. Đó. Ồ, y như là ai điêu khắc trên đá nè, cái này mà gặp mấy ông khảo cổ học lắm, cái này là di chỉ thời tiền sử là có đó chứ đùa đó. Ồ, bãi đá mênh mông. Gì vậy? Làm kiểu nữa mới ghê nha. Đẹp vậy. Cái nhà như pháo bông tủa tủa ra. Chỗ này một người một vạt hoa dại, hoa bùi xích đẹp chưa? Nở màu hồng phấn. Cá hả? Hả? Có không? Vẫn còn mà đó dính con kìa. Ủa, con cá to vậy. Đó, bây giờ là tha hồ bắt giác ra mới đi hái ái về nè, kinh không? Ủa, ra con. Đúng rồi. Chưa chịu nhả nè, kinh không? Mày cha mày. Đầy luôn, này nè. Bắt ra ngồi suối luôn đi. Đây nè. Trời ơi, no luôn rồi. Nè. Rồi rớt dưới nước rồi. Rớt dưới nước nó biến thành con đĩa. Hiện sơ bộ là đã được 3-4 em rồi. Còn bao nhiêu nữa chưa biết. Giờ đi tắm cái rồi tính coi những vùng kín có con không. Sao nó đờ câm vậy anh hỏi. Vĩnh xuống rồi, tắm thôi. Còn cá cho nó, chà mạ nó đi. Hả? Sợ mũi hả? Có không? Trật đi đâu không có được. Ồ, tôi 3-4 con luôn. Mấy con, một con hả? Hai con. Hai con là ít rồi. Anh em tự sướng giữa rừng nữa mới ghê. Anh em chặt mấy cục trúc này. Đây thôi, đơn giản. Mưa nó lên tới trên vách trên kia.
rồi giờ làm một cái nấu với lá chua trước mới có tiết mục mới. Bữa cơm đầu tiên trong đợt đầu tiên cơm tối.